ngày 15 tháng 1, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết đã mời làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nữ tài xế lái ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Theo đội 7, sáng 14 tháng 1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài 47 giây ghi lại cảnh một tài xế lái ô tô ngược chiều trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Người đăng đoạn video cho biết anh lái xe trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Cần Thơ. Khi đến đoạn có biển báo giảm tốc độ gần cầu vượt nút giao cao tốc với đường tỉnh 908, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long thì bất ngờ phía trước làn dành cho xe chạy 90 km/h có một ô tô màu đỏ chạy ngược chiều. Tài xế xe chạy ngược chiều liên tục nháy đèn pha báo hiệu cho các xe chạy đúng chiều tránh xe của mình. Các tài xế di chuyển đúng chiều buộc phải giảm tốc độ, đánh lái xe vào làn đường phía bên trong để nhường đường. Sau khi nắm thông tin, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã xác định chủ xe và cũng là người lái xe vi phạm là bà NTTM, ngụ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Bà M được mời đến làm việc và thừa nhận sáng 14 tháng 1, bà lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính bà M với lỗi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc. Bà M bị lập biên bản trong khung có hình phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng, hình phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng.